mang đến cho mình một cái chương trình ưu đãi cực kỳ cho em luôn, đó là chương trình sale sảng kho thu hồi lại vốn đấy cả nhà ơi. Trong cái chiếc quần jean form dáng quần short cho các anh nhà mình như này nhá, đây là form dáng quần gọi là quần lửng và dễ mặc nhất cho các anh nhà mình. À, quần này là quần nam nha cả nhà mình ơi, nhiều chị vào xem livestream là không biết là quần này quần nam quần nữ thì hoài báo luôn nhá. Sản phẩm này là quần jean nam quần short cho cả nhà ha, cho các anh nhà mình. Và hôm nay thì nhà Vshop đang có cho mình một cái chương trình sale gọi là siêu siêu mềm cho mình luôn, cái chương trình ưu đãi cực kỳ. Và lưu ý cho em là không rời khỏi livestream và ở lại nghe chương trình cùng Hoài nào. Cái quần này hôm nay em sẽ có cho mình mức giá đó là 199.000 cho hai quần nha cả nhà. Lưu ý giúp Hoài nha, 199.000 cho hai quần chứ không phải là một quần, và kèm luôn cho mình là phí ship 30.000 trên toàn quốc. Còn nếu như mình mua 3 quần thì hôm nay chỉ còn là 299.000 và mình sẽ được free ship luôn. Nghe cả chương trình ưu đãi không ạ? 3 quần xong như thế này với form size cho em từ 45 tới 90 cân mình sẽ có size nhá. Từ 45 tới 90 cân sẽ có size mà mức giá chỉ có 299.000 3 quần và sẽ được hỗ trợ phí ship free ship toàn quốc luôn các chị yêu ơi. Còn nếu như 2 quần thì em mới đi đơn hàng cho mình sẽ là 199.000 một quần kèm luôn 30.000 phí ship, một quần không đi đơn cả nhà nhá. Tại vì thứ nhất là do mức giá thành đang quá là mềm rồi và em không thể nào mà đi đơn từ một quần được. Chương trình sản phẩm quần này em chỉ áp dụng cho mình tầm là còn hơn 500 cái thôi là em cũng hết hàng hoàn toàn rồi. Không có chương trình nữa đâu cả nhà mình ơi, nên tranh thủ mình chốt đơn nhá. Quần này em lên chất liệu cho mình là đó là hàng zin cô tông nè, không bay không xù không bạc màu, cực kỳ mềm mịn luôn, càng giặt càng mềm không giãn nhưng mà mặc lên rất thoải mái nhá. Những form quần short này bây giờ là thời tiết em thấy là cũng khá là hanh nè, các nhà mình mặc những chiếc quần như này nhá, thứ nhất là nó lịch sự đơn giản dễ mặc, đi chơi cũng được, đi dạo phố cà phê bạn bè cũng được thoải mái, không phải như là quần short ngắn nhá. Quần này kể cả các nhà mình mặc đi biển là mặc với áo polo với áo kiểu là em nói siêu đẹp luôn. Mà cái chất vải quần này cả nhà, đây em để gần mình xem cái chất vải nhá, dung cận để cả nhà mình xem cái chất liệu luôn, xuất sắc thật sự luôn ạ. Từng đường kim mũi chỉ riêng sản phẩm này Hoài đảm bảo 100% là không có một vết chỉ thừa cả nhà mình luôn. Form dáng rất là đẹp nhá. Hai phía bên sau là sẽ có cho mình hai túi rất là lớn có thể đựng ví nè. Phía trước sẽ có hai túi cho em luôn. Ống quần thì vừa phải nhá. Em này sẽ may chỉ đổi cho mình nữa cả nhà. Vải jean lại đấy, rất là đẹp, rất là nặng tay, rất là chắc tay. Túi thì cực kỳ chắc chắn cho em luôn. Trời ơi, đã không cả nhà mình. Vải này cho em nhá, trên thị trường không bán dưới 350.000 một quần nhá. Không dưới 350.000 một quần, nhưng ngày hôm nay 3 quần chỉ có 299.000 mà còn được free ship nữa. Là vải jean cô tông này thì đảm bảo với chị yêu luôn. Tại vì sao? Em hỗ trợ chị yêu kiểm tra hàng trước khi nhận này. Đây là xưởng khi mà mình nhận hàng á, mình khui hàng nó kiểm tra cho em là mình xem cả logo ở ngoài có phải là logo của xưởng may nhà Vshop không cả nhà mình nhá. Sau đó thì mình mới nhận hàng. Nhận hàng mình khui hàng nó kiểm tra cho em. Mình xem sản phẩm có ok không, size số có đúng không thì mình mới nhận hàng cho em Hoài. Còn không ok mình hoàn lại hàng cho nhà em không sao hết. Em đang có form size cho mình từ 45 tới 90 cân có sai luôn.